để tránh cái trường hợp mà coi như là mình khi cho vay thì anh em đúng không ạ, còn đến khi đòi á thì coi như là nói là bây giờ lấy cơ sở nào mà đòi tôi. Đó là một trong những cái lý do mà những cái người mà coi như là cố tình là không trả tiền mà lại đang còn thách thức đấy, thì hiện tượng đó cũng rất là nhiều. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà, liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Xin chào bà con. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với bà con một cái chủ đề, đó là chủ đề vay mượn tiền. Trường hợp mà vay mượn tiền đấy thì đại đa số là toàn là những mối quan hệ tình cảm anh em bà con đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cũng bằng cái niềm tin đó cho mượn tiền mà không có ghi giấy tờ với nhau. Cho nên đã xảy ra những cái tình huống là coi như là bên cái người vay tiền là không trả tiền mà còn thách thức đúng không ạ? Đấy, còn cho rằng là không có căn cứ để mà đòi nợ. Đấy, thì đó là một trong những cái phần nhức nhối cho chúng ta. Thì để đảm bảo cái vấn đề khoản nợ cho chúng ta thì bà con cũng nên chú ý là khi mà mình cho vay mượn thì có thể là được lòng trước đằng sau đúng không ạ? Thực hiện bằng những cái văn bản. Đấy, là ví dụ như cái giấy mượn tiền hoặc là cái giấy vay tiền. Thì đối với cái giấy vay tiền thì chúng ta cũng nêu rõ những cái nội dung như tên, tuổi, địa chỉ đúng không ạ, của người vay, người mượn, đấy, ngày tháng năm, số tiền vay, đấy, mục đích vay mượn tiền, rồi ví dụ như có lãi thì chúng ta cũng nên ghi rõ vào đó để làm cái căn cứ đúng không ạ. Nhất là cái thời hạn trả, đấy, chúng ta phải xác định cái thời hạn trả, thời hạn vay rồi thời hạn trả để coi như là đảm bảo cái quyền để tới cái thời hạn đó mà bên có những người vay tiền không trả thì mình có cái quyền để mình đòi nợ đúng không ạ. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà, liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Đối với cái phần này á, thì có nhiều người cũng hỏi tôi như thế này, nghĩa là thắc mắc với tôi đấy. Thì đây là những cái mối quan hệ toàn anh em và tôi rất là sợ mất lòng. Cho nên anh em quá mượn tiền mà chúng ta lại bắt để ghi giấy nợ rồi coi như là văn bản thì nó cảm thấy là nó mất cái tình cảm. Đấy, cho nên thành thử ra là tôi cũng rất là ngại ngại trong cái vấn đề này. Thì theo quan điểm của tôi thế này bà con, trường hợp hiện nay thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta cứ đến bảo vệ chúng ta trước. Đó, thì bằng cái cách là để đảm bảo cái mối quan hệ mình không có như mất cái tình cảm đúng không ạ. Đó, thì nếu trong trường hợp mà không ghi được bằng văn bản giấy tờ thì chúng ta có thể chuyển sang cái cách là chúng ta nói là thôi được rồi thì anh hay em đúng không ạ, cô cầu chú bác gì đó thì cứ về thì em sẽ có như chuyển khoản, bây giờ do tiền mặt cũng có đúng không ạ, đó thì em sẽ chuyển khoản cho bác trong thời gian sớm nhất chẳng hạn. Đấy, thì khi chúng ta chuyển khoản thì chúng ta ghi cái lý do chuyển khoản là chuyển cho anh A, anh B đấy, đúng không ạ, vay một cái số tiền nào đó để trong trường hợp mà khi mà đến hạn chẳng hạn đi, hai bên thống nhất mà các bên nghĩa là không giao trả cho nhau thì cái văn bản nghĩa là ở cái ngân hàng người ta sẽ trích xuất đúng không ạ, cái nội dung vay mượn để chúng ta xác định cái số tiền đấy. Cho nên cái hóa đơn chứng từ ở ngân hàng cũng là một trong những cơ sở như một cái văn bản vay mượn để chúng ta chứng minh là chúng ta có cho cái người A người B vay một khoản tiền đúng không ạ. Mai Tiến Luật, luật sư của mọi nhà, liên hệ 0908 648 179 để được tư vấn miễn phí. Thì trong trường hợp mà mọi người gặp phải, bà con gặp phải những cái trường hợp là ví dụ như chúng ta cho vay mà không có giấy tờ nhưng mà giờ đi đòi thì lại không có căn cứ, thì chúng ta có thể ghi âm, có thể ghi hình hoặc là coi như là nhờ người làm chứng xác nhận đấy về cái việc mà mình cho vay là có thực để làm cái cơ sở căn cứ để coi như mình khiếu kiện khiếu nại tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhờ giải quyết theo quy định của pháp luật. Đó, đến đây thì nếu bà con mà ai có nhu cầu coi như là tìm hiểu về cái giấy vay mượn tiền hoặc là cái hợp đồng vay mượn tiền thì ở đấy là văn phòng của tôi là có soạn một cái giấy vay mượn tiền rất là đầy đủ đó, tất cả các cái nội dung thông tin để đảm bảo cái tính pháp lý khi mà chúng ta yêu cầu trả nợ đấy. Thì nếu ai có cái nhu cầu thì để lại cái email hoặc thông tin điện thoại ở phần dưới của cái video này thì nhân viên của tôi sẽ cập nhật và chuyển cho mọi người cái văn bản này và cái giấy mượn tiền này để mọi người tham khảo đấy.
Rồi thì qua đây thì nếu bà con có còn ai có những cái thắc mắc trong cái phần này hoặc là những cái phần liên quan đến pháp luật, những cái chủ đề khác thì mọi người có thể điện thoại tới cho tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đến đây thì tôi cũng chúc cho mọi người được sức khỏe và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.